Hello và xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn chơi game Crazy Game nha các bạn. Còn gọi là game bi, không biết người ta đặt cái gì. Hôm nay mình sẽ cho các bạn chơi Shape Shooter. Mà game này mình thích lắm á. Vô vui với bạn chứ cứ có thể sợ Crazy Game, game điên thôi là được rồi. Sẽ có tất cả game điên nhưng tớ thấy không có điên. Giờ bắt đầu vô chơi cái game này trước nha các bạn. Nhưng mình sẽ chơi game này thôi bởi game này quá hay đó với mình. Đây, cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa mạnh lắm. Nhìn để mình tắt tiếng cách. Ồ, đây là top hai máy luôn. Giờ các bạn cho mình xem nha. Đó, 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 bắn ghê chưa các bạn, bắn đúng ghê rồi, bắn không một cách sáng nào. Đó 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 đó, thấy cái chữ B là chúng ta phải lượm để nâng cấp. Thì ta sẽ nâng cấp cái này để có thể phòng chống kẻ địch. Kẻ địch là một xanh màu tím tím đó bạn, nhưng mình phải lượm cái này liền để hơn thằng mấy cái người kia sẽ lấy. Đó, đẻ chưa đó. Đúng rồi, hết đi. Đây, bạn muốn chọn cái nào? Rất hay, đây là sức tấn công của nó nè các bạn. Nhưng giờ mình sẽ chọn bát cái nha. Ô các bạn ơi, cha nhớ tránh né nó cái cục vàng vàng đó. Nếu không tránh né là ưa gắt một kill luôn á bạn các bạn ơi. Mình sẽ chọn cái này rồi, nếu như chọn nhiều thì chúng ta có thể càng mạnh nha các bạn. Có một con còn mạnh gấp 7 tỷ lần còn mấy con này được già lắm. Các bạn ơi, các bạn thấy lấy mắt chưa? Mình cũng sợ nổ. Các bạn thấy cái tia máu ở trên không? Ở trên đầu nào rồi nè. Rồi đó, cái tráp rồi còn lắm luôn đó các bạn. Đó, bọn em đó. Các bạn thấy chuẩn chưa? Nổ rồi. Nhưng mình sẽ chọn cái này và quá trời anh em luôn các bạn ơi. Giờ có sẽ có con boss thôi các bạn, cũng rất nguy hiểm nha. Bạn chơi cái chơi này đi. Trò chơi này nãy mình nói trong video rồi, đó là trò chơi gì ta? Trước xét trước chứ tầng hai. Ủa đó đó đó, boss này, boss này, boss rồi các bạn ơi, boss rồi đó, boss gà lắm các bạn ơi. Nhưng các bạn, mình đã bị gì rồi? Mình đã chơi sao rồi, con boss nó đuổi tới hoài nè. Rồi tối còn có vài trăm mạng ra. Tớ sẽ không chơi đấu boss nữa đâu. Như các bạn muốn chọn cái nào? Ở đây tớ có hai cái video, có một cái nhắm một hết. Nhưng tớ sẽ chọn cái này ta. Tớ nên chọn cái này á. Đó. Vậy đó. Ủa vậy con boss đâu mất tiêu rồi. Giờ tớ sẽ chọn shotgun nha các bạn. Chơi đã không các bạn? Nếu như các bạn chơi là chắc đã lắm. Thiệt nha các bạn, đó đó cái con này nè. Và cái con mình tính nói là cái con bùng 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 đó. Nhưng mình yêu cái trò chơi game này các bạn ơi, mình còn có tí máu mà các bạn ơi, làm sao đây các bạn? Mình sẽ chọn chọn này đi. Mày lắm cung con này sẽ chết. Ôi ôi có chết luôn. Nhưng các bạn muốn tới chọn con nào nè? Chơi lại nha các bạn, nhưng phải đợi quảng cáo. Mình sẽ cho các bạn, nhưng quảng cáo cái khu này nó ngắn cực kỳ luôn, nhưng phải coi quảng cáo. Tôi sẽ cộng 5 cho cái này đó. Các bạn thấy ghê chưa? Mới vô là cộng 5 liền. Đó, drone gì nữa nè.
đó là đồng anh em của chúng ta đó. Rồi quá, đồng anh em quá trời vậy. Đồng anh em gì quá trời luôn nha các bạn. Đồng anh em á, ô đây, con mèo ngon đến. Rồi các bạn muốn chọn cái nào, với tớ là muốn chọn auto rồi đó. Nó sẽ phụ mình nha. Nói chung cái chắc chắn là tớ nghĩ là power nha các bạn. Cái chiếc thê nó không chắc đó là power. Đi đi quá trời lạnh luôn. Bởi vì cái con lính kia đâu rồi ta. Ở đây ta, mẹ chút xíu nữa nha các bạn. Cái con bắn 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 đạn cứ vậy nè. Bắn chết mình luôn rồi. Mấy cái con đó đó, con hàng hàng đứng kiếm đó. Ai mà thích chơi game này thì nhớ nhấn like cho chơi em nha. Ui, cái gì vậy, dữ vậy. Đó, cái đồng anh em này quá ghê. Ủa, áo chùm lắm luôn, cho bệnh thế này kìa. Mình nên chọn Rolex đi. Nhưng mà chỉ có một cái giờ có thể ăn cắp 5 cái cho nó luôn. Wow, lớp đi mà cái cơ để tự nó có thể ăn nó thật. Wow, các bạn thấy ghê chưa? Đúng ảo mà Canada, nhưng các bạn thấy cái cuối cùng phải là nó xịn lắm luôn á. Rồi lép ra ra ra, ồ mà không có, giờ là tôi sẽ cặp cái này. Ồ dân luôn nha các bạn. Rolex đây nè, đó còn hai cái nữa nha các bạn. Rolex đi nữa, còn một cái nữa là mấy trăm cái rồi đó. Thế là còn ba cái rồi chứ nha các bạn, nhớ đến giúp tớ nha. À, để tớ tự nhớ cho. Ở đây là ba cái. Trời ơi, có ba cái giờ. Ba cái. Ô nó không có cho nên con sẽ chọn. Nó bên đoạn này nó dễ quá. Cái con cờ thờ cái con á, con ca nó khó. Cho mình có thể chơi cái crazy game nha các bạn. Nhưng ba tớ nói là chơi với được 30 phút thôi. Ô, cái này là gì các bạn biết không? Freezy có nghĩa là đóng băng. Ô boss nữa nè. Ghê chưa, boss nữa đó. Đó, nó đóng băng là màu xanh đó. Nó chết luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi. Đâu rồi? Ô boss nữa nè. Boss này nè, con này bọt luôn á. Ôi 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 ôi. Mày đó, có né kìa. Có con chi tiêu nữa. Nhưng các bạn nhìn coi nó đẹp chưa? Đẹp cỡ nào chưa? Các bạn thấy đẹp chứ gì? Tớ nghĩ vậy chứ tớ không biết bạn. Các bạn có thấy đẹp chứ gì? Mốt, mình sẽ nâng cấp thử coi. Nâng cấp full map thử coi. Thì lỡ đi. Ôi ôi. Mất gần mấy trăm cái máu rồi. Tớ phải đợi thôi các bạn ơi. Skill đó là cái chỗ phần này nè. Tớ sẽ chờ cái cộng 5 này nè. Ủa giờ các bạn sẽ cộng đó auto tiếp nè đó. Các bạn ơi thấy đẹp chưa? Nhưng chưa đẹp bằng cái hàng đó các bạn ơi. Những cái hồi nãy kia đó mới yêu sáp liền. Các bạn thấy ghê chưa, sáp có nghĩa là free tu. Ôi đùi à, mấy anh này là chết liền. Auto tiếp nữa nè, bắn hai đạn luôn nha các bạn.
đây đây đây, có mà auto 3 đạn. Có thể nâng cấp cho coi đến 1 tỷ đạn cho coi nó có mạnh không. Đây con boss này. Ờ đó 4 đạn. Đó các bạn thấy chưa? Đẹp vua u. Cục gì nè? Để tôi lấy. Quá. Để có cái có đang rắc rối với các bạn. Quá trời anh em luôn. Mà tại sao nó không đánh tôi? Các bạn thấy ghê chưa? Con nhỏ nhỏ nó dữ chứ. Không có bể rồi chứ đi ngang qua là chết liền. Đó 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 con boss rồi. Như là con boss mà từ vậy. Giờ các bạn ngó tới muốn chọn khu vực thôi coi. Ôi bé ơi, bé ơi. Đó, có rồi. Bây giờ auto nữa. Trời ơi, bụng liền. No. Mấy chút kia nữa trúng cái đạn của nó rồi. Ủa nó chết chưa ta? Để có xem coi. Cái lúc đầu có tưởng cái màu xanh là cái con mạnh hơn nữa, ai ngờ là cái đóng băng. Để tôi sẽ chọn con một đi. No, các bạn ơi. Ôi, mình không có lát đâu nha các bạn. Style chưa? Bạn ơi, để tớ xem 5 stat thử coi. Giờ tớ sẽ cho nó đằng trước, không biết nó bắn cỡ nào nha các bạn. Đằng chưa hòn chỉ có đằng 5 luôn nha. Úi trời ơi. Xịn quá các bạn ơi. Nó đầu vô chơi nha các bạn. Auto nó đẹp đó, đẹp rồi đó. Con trai của ta đẹp đó. Ủa ghê chưa. Giờ còn một ra đây nữa. Ô nó còn có phi tiêu nữa nha các bạn. Ô no, tại sao mới vô tại sao chết mất máu rồi. Ồ đạo. Phi tiêu cám ơn phi tiêu. Tôi chết luôn. Chết luôn các bạn. Chúng ta có thể hồi phục máu bằng sự tai hơn. Quá bự quá. Đúng bự luôn. Ủa cái cục gì vậy? Ôi nó. Tập máy luôn nha các bạn. Rồi, cái này. Cái này nó vui. Tôi sẽ cho một cái từng cái to cái rồi.
Mỗi đứa sẽ bắn một đạn nha. Không bắn một đạn là chết chứ anh đó. Em cũng sẽ lấy một cách ngăn rộng đó nha. Auto nữa này đó. Một đứa này. Ôi anh ơi. Dậy luôn rồi. Các bạn cứ tận vô, các bạn muốn chơi thì cứ sợ Crazy Game. Phải ráng tiền cái này nữa. Ôi đùi Crazy Game phải ráng tiền cái đó nha các bạn. Không tiền mà không được đâu. Mà nó lát quá. Hơi lát thôi. Upgrade nữa nè. Không biết lấy cái này đi đâu rồi ta. Mình chọn cái nào các bạn? Về chơi quá trời luôn. Chắc người cũng không nói được sao. Ôi mà thằng kia nghe nó đúng chặn luôn á các bạn. Bạn muốn chơi cái gì? Các bạn cũng hơi muốn chơi. Các bạn muốn chơi thì chơi lần đây sẽ được có level 1. Cái con này mình mới có ha. Trời ơi, mới có là vậy hả? 14. À cái hạt con kia để học được. Ôi no. Đúng rồi anh cha. Đúng rồi anh cha. 4, 3, 1. Đó, đủ liền. Full máu nha, các bạn sẽ thấy cái phần này ở đây về các bạn. Sẽ thấy là cái phần đó đó, các bạn họ thả chỉ. Nhưng mà lúc máu sẽ có một cái chỗ để mà là phải hồi máu có. Thì đuôi với anh ôm em, bú bụ em gà. Em còn ngon quá em ơi. Bao mé chút xíu nữa nha là bị trúng là bắt đầu. Ôi ôi mấy con ó bác một em nữa đi. Ó ố sao không ra nhiều đứa lên đó gà. Nhiều đứa lên nữa thôi chắc khỏi đi. Ít đứa lên mình nghĩ là bạn chưa vui nha. Ó ồ nhiều đứa vậy cũng đủ rồi ha. Cái gì mà nhiều đứa dữ vậy? Các bạn ơi, làm sao đây? Cái chơi sao? Ồ, đài đặt. Một phát chết hết liền nha. Oh my gosh. Các bạn muốn chọn nào? Muốn chọn này rất đẹp như các bạn. Cái ảo ma Canela nhất là cái phần con lính của mình á. Phần nào ta, cái phần mà nó bắn nè, đâu rồi, đây cái phần này. Nó cộng lại đó, cái phần mình quá đã luôn. Thì ta cũng cho thêm ra cái gì mà người ta cũng cho thêm đó. Một phát lào là giết lào đi. No nhiều upgrade nữa nè. Đụng đụng lắm con trai. Đây là mình hát bài I Wanna Go nhưng mình hát khó ai quá, mình hát bị lố rồi. Mình hát cũng dở nữa. Không ai hát được mình đâu. No. Đúng rồi là. Mình chọn cái này nha các bạn. Ở cái này đi. Để giờ mình sẽ chọn nó. Nếu mình chọn không nhiều nữa. Nhưng mà chưa có chọn cái phần kia. Boom. Đâu cái phần nào? Không thấy thôi chưa chọn. Mới
Có, tự nhiên đó cái vòng nào. Oh no, không wow, mình có cũng hơi nhiều. Wow, đúng hay luôn nha các bạn. Nhưng mình còn quá trời game nè. Ôi nhưng ơi trời ơi, mình lỡ xóa game rồi. Game mới nè, cái này game mới. Này là một trò chơi game cực kỳ hay. Nhưng ba mình đang làm gì nha các bạn? Ồ mình sẽ chọn cái này. Bỏ đó ở dưới. Mình sẽ cố gắng chơi cho các bạn nó quá hay quá. Không biết nãy giờ mấy phút nữa rồi các bạn ơi, nãy giờ mình hơi đâu rồi đó, sọt gân không mà trời. Có thể có rồi, sọt gân chưa có, đúng rồi. Các bạn ơi, giờ mình đang mấy, mình không biết nó này sọt lan là mấy trăm luôn rồi. À, mình có, mới vô đã có PP rồi đó. Đây, đó, giỏi lắm. Giờ mình sẽ ấn này là chơi cuối cùng nha các bạn. Sau đó mình sẽ chơi game khác nha các bạn. Không biết chơi game gì luôn nha các bạn. Ôi mình nói bạn quá. Đó cạnh bên bạn. Bạn nhìn gì đó mới vô được có rồi. Chỗ nào rồi. Chỗ nào nữa không ta? Đây nè. Đó. Bắt thêm một cái nữa. Đó, một hai cái. Mẹ ơi. Mình sẽ chơi game khác nha các bạn. Mình chơi game nào đây? Hi 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 hi. Nhưng tập này mình làm này mà ta ở hai bên. Đó, ghê chưa, đẹp chưa? Ồ, cái gì đây? Đảo quân của Bắc. Giờ chúng ta đang chờ rất nhiều. Ồ, ba đạn, bốn đạn. Ok, bà lấy luôn. Mình sẽ chơi chính thức cho cái này cuối cùng mình thua là ừ. Nó vô ta thua rồi. No, mình sẽ ủi tôi. Tôi không thích người ủi đâu. Đây một em nữa. Được hai em rồi đó. Em kia nữa. Là sao? Có gì còn biết chơi rồi ta. Chắc không biết thằng nào. Đúng rồi. Ôi, boss kia đúng không? Princess, tôi chọn em được cơ. Giờ tôi nâng cấp sao? Ủa cái gì mà được ba đứa dữ vậy? Ba em hả? Ok, ba em thì cho ba em luôn. Ôi, lấy mắt luôn rồi. 12, ok còn một cái. No, đúng rồi, là con trai. Mình là con tim.
Bá một cái rồi, bá một cái, còn một người nữa. Ha 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 ha, làm sao đó được anh này. Tôi có con boss rồi, quá trời cái con Shida luôn. Đó, né một cách sự tài. Nó kìa, nó còn bao nhiêu vậy? Mười mấy luôn. No, no please, no. Thôi giờ tôi sẽ chơi game khác quyết định nha. Giờ tôi sẽ chơi game Pocky. Pocky cũng là game shooting tùm lum luôn nha. Giờ tôi sẽ chơi cái này, Ninja. Ninja IO là một trò chơi cực kỳ hay đối với tớ, nhưng không chọn skin được. Không biết cái gì mà nó không cho chọn skin. Tớ sẽ đủ quá, để tớ giảm volume cái 22 nha. Tớ sẽ chọn này. What? Tại sao? No. Súng bà rẹt đi, không nhắm luôn trời. Tạm biệt và hẹn gặp lại ngày xa. Goodbye.